Xin kính chào quý cô chú chị và các bạn yêu lan trên mọi miền tổ quốc. Em xin được giới thiệu, tên là Biểu, chuyên bán phong lan rừng tại Cao Bằng ạ. Và số điện thoại để cô chú anh chị liên hệ đặt hàng bên cơ sở lan rừng em là 0849 490 188 hoặc 0396 164 604. Hiện tại là buổi tối của ngày 25 tháng 2 năm 2022, thì tối nay bên cơ sở lan rừng em có về mới rất là nhiều những cái mặt hàng kg đẹp và cực kỳ là nhiều những cái dòng hàng lan thuần với giá vô cùng là yêu thương để giao lưu cùng cô chú anh chị và các bạn. Và bên cơ sở lan rừng em có ship hàng toàn quốc, khi cô chú anh chị nhận hàng thì mới phải thanh toán trả tiền cho bên người phát hàng. Giá em báo thì sẽ chưa bao gồm có phí vận chuyển, và khi cô chú anh chị đặt hàng có thể gọi điện hoặc nhắn tin theo số điện thoại mà bên em vừa cung cấp. Cước phí vận chuyển bên em được tính là từ 3 kg đổ lại, cước phí sẽ là 35.000 cho một đơn hàng. Mỗi 1 kg tiếp theo cước phí sẽ cộng thêm 10.000 nữa cho 1 kg tiếp theo. Cước phí này thì sẽ được áp dụng cho tất cả các vùng miền Bắc, Trung, Nam trên toàn quốc ạ. Và sau đây em xin được điểm qua chi tiết từng mặt hàng, báo giá đến cô chú anh chị và các bạn những mặt hàng hiện tại bên cơ sở là gì em đang có nhé. Trước tiên thì em muốn giới thiệu đến cô chú anh chị đó chính là cái dòng kiếm hồng hoàng ạ. Cây dòng với cái sắc hoa đỏ thắm nhá, bông hoa rất là to. Cái dòng kiếm hồng hoàng này thì em xin phép được bán với giá là 80.000 cho 1 kg và 150.000 cho 2 kg dòng kiếm hồng hoàng này. Và bên này đây sẽ là những cái cây đùi gà tròn của vùng Cao Bằng. Lô hàng hôm nay về phải nói là cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị này. Gà tròn của vùng Cao Bằng có thể nói rằng là nếu như nói về cái vẻ đẹp của gà tròn vùng Cao Bằng, chắc là em nghĩ rằng không có vùng miền nào có thể có cái mặt bông đẹp như rực rỡ như là gà tròn vùng Cao Bằng luôn. Cây thì hiện tại bây giờ nó đang, một số cây đang nhú nụ nhỏ như thế này này cô chú anh chị này. Thân thì gần giống như gà dẹt nhưng mà khi mà sổ hoa cực kỳ là rực rỡ với mắt nhung đen đẹp tuyệt vời cô chú anh chị nhé. Cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa trọn vẹn nhất, bởi vì bây giờ chỉ có lác đác một số cây là đã nụ thôi, bởi vì là chỗ em thì thời tiết nó khá là lạnh ấy cô chú anh chị, nên là cây bây giờ là nó chỉ lác đác một số cây là nụ sớm thì cho nụ thôi cô chú anh chị nhé. Lô hàng về cực kỳ là đẹp luôn ạ. Giá em bán ở đây là 200.000 cho 1 kg. Và sang bên này đây thì em có dòng lan Hải Yến này. Hải Yến ạ, với sắc tím ngọt ngào quyến rũ vô cùng luôn đấy ạ. Và cây hàng thì lá xếp rất là tươi, rất là đẹp nhé. Dòng Hải Yến thì cây như thế này là tươi lắm rồi cô chú anh chị. Bởi vì cái dòng Hải Yến này thì thân lá nó khá là mỏng manh đấy, nên là nó cũng sẽ xuống lá rất là nhanh. Nhưng mà cái cây Hải Yến về hôm nay nó được tươi, giói và khỏe như thế này là những cây Hải Yến rất là đẹp rồi. Và dòng Hải Yến thì một cái thời gian ngắn nữa thôi là sẽ bắt đầu là cho nụ rồi ạ. Là cô chú anh chị mà muốn chơi hoa trọn vẹn thì hãy lấy từ bây giờ này. Em bán cái dòng Hải Yến này với giá là 150.000 cho 1 kg. Hàng cây lá xếp cực kỳ là xinh luôn nhé. Sang bên này đây sẽ là dòng dáng hương đuôi sóc. Một số cây là cũng đang bắt đầu là nhú nụ này. Đó, sóc tím ạ. Và cái dòng dáng hương đuôi sóc này em bán là 130.000 cho 1 kg. Nói chung là những cái dòng lan này bây giờ thì đang chuẩn bị đi vào cái mùa xuân, và cũng là chuẩn bị đi vào cái mùa mưa, mùa phát triển mới của cây, nên là nó vừa trải qua cái mùa đông nên là cây nó khá là héo của chính chị nhá, khá là héo ạ. Nhưng chính cây, những cây như vậy thì khi mà cô chú anh chị về trồng á, nó sẽ hút dưỡng chất rất là tuyệt vời luôn, để mà bắn ra những cái rễ cũng như là lá hồi tươi lại và thuần rất là nhanh. Đó, 130.000 cho 1 kg. Và bên này đây sẽ là dòng dáng hương bạch nhạn. Bạch nhạn cũng như là dòng dáng hương đuôi sóc, cây cũng rất là top lá, rất là héo cô chú anh chị nhé. Cái dòng dáng hương bạch nhạn này ạ, cho ai yêu thích cái dòng hoa màu trắng cô chú anh chị nhé. Và cái dòng dáng hương bạch nhạn em bán là 170.000 cho 1 kg. Em sẽ bán từ 0,2 kg, bởi vì một bó như vậy này nó lại rơi vào 0,2 kg ạ. Nó sẽ rơi vào khoảng tầm 6 đến 10 cây tầm như vậy rồi, nên là thoải mái cô chú anh chị, 0,2 thoải mái cô chú anh chị sưu tầm rồi nhá. Hàng thì khá là héo nên là khi mà cô chú anh chị đặt hàng, cô chú anh chị lưu ý giúp em. Nhưng mà cái mùa này lại là đang là mùa chuẩn bị làm nụ của nó, là cũng là cái mùa ghép tuyệt vời nhất đấy ạ. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan hoàng thảo kèm. Hàng thì chi chít là nụ luôn cô chú anh chị này. Đây, hàng thì hoa rất là đậm đà, chi chít là nụ và mầm gốc thì đang lên. Nói chung là đây là thời điểm để cô chú anh chị có thể ngắm một mùa hoa kèn trọn vẹn, cũng như là một cái cơ hội tuyệt vời để cô chú anh chị thuần những cây kèn này đẹp nhất cô chú anh chị nhá. Dạ, chi chít là nụ luôn này. Đó, có những cây thì nụ vẫn còn hơi nhỏ nhỏ như này một chút này. Em bán với giá là 550.000 cho 1 kg hoàng thảo kèn ạ. Và sang bên này đây sẽ là cái dòng ngọc thạch ba màu. Cô chú anh chị nhìn cho em ạ, những cái thân ngọc thạch ba màu bây giờ cũng đang bắt đầu là nhú nụ như thế này này. Đó, dòng ngọc thạch ba màu đang nhú nụ và cũng đang lên mầm gốc. Em bán là 160.000 cho 1 kg, nó sẽ cho ba màu sắc tuyệt vời luôn ạ. Và bên này đây sẽ là cái dòng dòng lan hạc đỉnh hồng. Dòng hạc đỉnh hồng hoa rất là to, sắc hồng
sắc hồng rất là đẹp nhé. Cái thằng dòng hạt đỉnh hồng này hoa nở vào thời điểm Tết, cô chú anh chị có thể lên Google hoặc là lên Facebook search ra cái mặt bông vô cùng là đẹp luôn ạ. Cái dòng hạt đỉnh hồng này em chỉ mới bán với giá có 100.000 trong 1 kg thôi, và nửa kg 50.000 thoải mái cô chú anh chị sưu tầm những cái chậu hạt đỉnh hồng tuyệt vời rồi. Bên này đây sẽ là dòng kim điệp xuân hay còn gọi là kim điệp giấy. Đó, với những cái chùm hoa vàng rực rỡ thì cây bây giờ là nó nụ nó lớn rồi ạ, nên vận chuyển đóng gói nó bị hỏng nụ rất là nhiều. Hàng thì em bán hàng cây giống thôi và cũng sẽ đang chuẩn bị lên mùa mầm mới. Em bán là 150.000 trong 1 kg dòng kim điệp xuân nhé. Hài dâu xanh. Dòng hài dâu xanh này thì với những bông hoa hài rất là bền hoa, có những cái chùm dâu dài rất là độc đáo và đẹp luôn. Dòng lan hài dâu xanh này mang hình dáng của những chiếc hài và còn thêm cả những cái chiếc dâu rất là dài. Đấy, độc đáo và đẹp luôn ạ. Cái dòng hài dâu xanh này em bán là 100.000 trong 1 kg. Sang bên này đây là dòng trồn tím. Đấy, dòng cây trồn tím nhá. Trồn tím thì hiện tại là một số cây là đang bắt đầu là nhú nụ rồi. Trồn tím cũng như là dáng như đuôi cáo. Thì dòng trồn tím này thì hoa của nó rất là dày bông ạ. Rất là dày bông luôn cô chú anh chị nhá. Nhìn thì nó thân lá nó không được đẹp nhưng mà hoa thì phải nói là cực kỳ là xinh luôn. Cái dòng trồn tím thì cô chú anh chị sưu tầm này. Em bán trồn tím với giá 200.000 cho 1 kg dòng trồn tím. Cái lô hàng về cây khá là lớn và cái mùa bây giờ như cô chú anh chị biết rồi ạ, cái mùa hanh khô. Và dòng trồn tím này thì thường là bây giờ nó chưa đến cái mùa mưa nên là cây nó cũng ở cái mức độ như thế này là rất là tươi rồi. 200.000 nhé. Và sang bên này đây sẽ là dòng lan ý thảo ba màu này, nụ rất là xinh này cô chú anh chị này. Đó, cây thì đang một số cây thì cũng nụ lớn mà đa số là cây đang là nhú nụ thôi. Đấy. Dạ. Mầm gốc thì cũng đang lên. Cái dòng này thì ba màu sắc cực kỳ là rực rỡ luôn, dòng ý thảo ba màu này này. Em bán ý thảo ba màu với giá là 160.000 trong 1 kg. Tiếp sang bên này đây là em có dòng kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm. Bởi vì cái dòng kim điệp nhựa, kim điệp thơm này này, hoa nó cực kỳ là bền hoa, độ bền là trên 2 tháng. Với những cái bông hoa nhìn dày như là những bông hoa nhựa. Giờ nụ của nó đều lớn hết rồi nên là vận chuyển đóng gói là hỏng nụ nhiều nhá. Nên em sẽ chỉ bán hàng giống thôi. 170.000 trong 1 kg dòng kim điệp nhựa hay còn gọi là kim điệp thơm này ạ. Hoa vàng có chú ý chị này. Đây là nụ của nó nhá. Mà nhìn giống như là y như là quả luôn. Bởi vì cái nụ của nó cũng đã nhìn cái bông hoa của nó dày bông. Nên là cái nụ của nó nhìn rất là lớn luôn ạ. Mà cứng cáp như là quả luôn ạ. Đây, cũng còn có những cái cây nó nụ nhỏ hơn một chút xíu như vậy này. Đấy, đây ạ. Nụ thì rất là lớn, đây là nụ nhé. Cô chú anh chị mà nhìn không quen này cứ nghĩ đây là cái quả cơ. Đấy, đây ạ. Em sẽ bán từ 0,3 kg. Và bên này đây sẽ là dòng lan phượng vĩ này. Cây rất là dài đều. Cây dài đều lắm cô chú anh chị này. Và bây giờ có những cây thì đang có vươn nụ như thế này. Với những chùm hoa vươn cao đỏ rực rỡ luôn ạ. Và dòng lan phượng vĩ này em bán với giá 80.000 cho 1 kg thôi. Đấy cô chú anh chị. Trồng để ngắm những cái bông hoa đỏ, sắc đỏ rực rỡ của dòng phượng vĩ này. Sang bên này đây thì em có trầm tím. Trầm tím hàng rừng. Trầm tím hàng đây là trầm tím rừng đã trồng thuần ở vườn. Và hàng này là 100% thân tơ. Cô chú anh chị mua là mua sẽ không phải bị lo hớ, mà cô chú anh chị sẽ được toàn bộ đều là những cái thân hoa. Và cái mầm gốc của những cái thân tơ như vậy thì lên nó sẽ rất là khỏe luôn cô chú anh chị nhé. Thân mập nú cực kỳ là đẹp luôn ạ. Em bán 750.000 cho 1 kg. Sang bên này đây sẽ là dòng sơn thủy tiên. Thân lá cứng cáp mà đây nhìn cái lá của nó dày dặn và cái giả hành rất là bự và đẹp này. Và một số cây thì em thấy là đã nhú nụ như thế này rồi này cô chú anh chị này. Đó, một số cây đã nhú nụ như thế này nhá. Nói chung là những cây nào mà nụ sớm ấy thì bây giờ nó nhú nụ rồi, còn đa số là chưa có nhú nụ dòng sơn thủy tiên này này. Nên là bây giờ cô chú anh chị mà lấy sẽ được, mình sẽ được chơi cái mùa hoa đẹp nhất. Đẹp nhất của đẹp nhất trong năm cô chú anh chị nhá. Đấy. Em bán dòng sơn thủy tiên này với giá là 180.000 trong 1 kg. Và bên này là em có một cái lô bạch ngọc đuôi công. Cái lô bạch ngọc đuôi công nó vừa mới qua mùa hoa xong này cô chú anh chị này. Đang có cái quả này. Ôi cái bông này hình như là đang còn nụ ấy chứ, còn chưa nở hoa ấy cô chú anh chị. Vẫn còn đang nụ ấy, chưa nở hoa luôn ấy. Bạch ngọc đuôi công ạ, một trong ít những cái dòng lan mà nó nở hoa vào thời điểm Tết ấy. Em tưởng cái quả nhưng mà cái này là không phải quả, mà cái này bị hỏng đi một ít rồi. Đây, hai nụ này. Ấy lô bạch ngọc đuôi công này em bán với giá là 120.000 cho cái lô này nhá. Và một cái combo rất là nhiều loại này. Một phần tóc tiên này. Một cái lô tóc tiên này của cô chú anh chị là một giò xinh lắm luôn này. Một ít kiều vuông mỡ gà này, rồi là cái chỗ này là hoàng thảo tam bảo sắc nhá. Mùa này nó rụng hết lá này, dòng thân thòng mà.
hoàng thảo tam bảo sắc, rồi là gà gì đó, một cái lô rất là nhiều loại này, toàn là những cái hàng tươi thôi, tươi rất là đẹp thôi ạ. Và cái lô này em bán với giá là 80.000 thưa chú anh chị nhá, 80.000 cho toàn bộ cái lô này, hàng đẹp ạ. Một cái lô quế tím cây to đẹp cực kỳ là xinh luôn đấy ạ. Cây tuổi quế tím 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cây quế tím rất là đẹp ở đây. Đó, tất cả là 9 cây quế tím nhá, tổng nhá. Em bán cái lô quế tím này với giá là 50.000. Mỗi lô chuỗi ngọc này đủ cô chú anh chị làm một giò đẹp này. Lô chuỗi ngọc này em bán với giá là 70.000 này cô chú anh chị này. Cây đang nụ này. Đó, về cô chú anh chị được thưởng hoa luôn đấy ạ. Đấy ạ. Có những cây mới đang bắt đầu là nhú nụ này thôi này. Đó, cái lô chuỗi ngọc là 70.000 nhá, 70.000 cho lô chuỗi ngọc này rất là đẹp. Và bên này đây sẽ là những cái cây đai châu Thái ạ, hàng kg này. Lá bóng bảy mượt mà đẹp như thế này. Những cái cây này thì vừa rồi đều đã cho hoa có chú ý chị nhé. Hàng thì rất là ít lỗi lá thôi. Nói chung là nếu mà nói là đẹp trọn vẹn hết thì chả có cây nào đẹp trọn vẹn hết. Còn cái cây này thì gần như là đẹp trọn vẹn đấy, có cũng có thể không thể nói là 100% được. Mà đây cô chú ý chị nhìn cho em, hàng như vậy em bán với giá là 450.000 cho 1kg. Và 1kg thì nó sẽ rơi vào khoảng tầm 5 cho đến 4 cho đến 7 cây trên 1kg cô chú ý chị nhé. Nếu như cô chú anh chị hàng này là hàng hoa sổ số, nói chung là dòng châu Thái trên tài hàng châu rừng nhiều, về cái độ thơm cũng như là rất là dễ thuần dễ chăm ạ. Rất là đẹp luôn như thế này cô chú anh chị này. Châu Thái thì rất là nhiều màu sắc nhé. Hàng này thì hàng cân nên là mà bán sổ số. Đây là cái hàng thuần bắc vườn tại Việt Nam nên không phải là hàng bắc trụ của Thái mà là bắc trụ của Việt Nam nhé. Nên là về cô chú anh chị trồng thì nó sẽ rất là dễ thuần, bởi vì là nó đã là của nhà vườn Việt Nam mình, nó phù hợp với khí hậu rồi ạ. Còn nếu như cô chú anh chị mà mình mà muốn lấy những cái cây đai châu gọi là chuẩn màu sắc ạ. Chuẩn màu sắc thì cô chú anh chị hãy lấy những cái cây đai châu giống này giúp em này. Hàng này sẽ chuẩn màu sắc này. Mỗi một cây như vậy thì nó cũng rơi vào 3 cặp lá. Hàng này châu giống như cây khá là lớn xinh. Một năm thì chắc là cũng sẽ cho hoa bói rồi cô chú anh chị này. Em bán một cây như vậy chỉ có 20.000 thôi. Đó, 20.000 cho một cái cây châu Thái, hàng chuẩn màu sắc rất là đẹp. Và cô chú anh chị đang nhìn ở đây chính là cây châu màu trắng cô chú anh chị nhá. Màu trắng. Màu trắng thì khi mà nó nở hoa thì đẹp rất là ngọt ngào luôn á. Đấy, đẹp và hương thơm rất là tuyệt luôn. Đấy, cây châu màu trắng này. Còn bên này sẽ là cây châu màu hồng này. Và bên này sẽ là cây châu màu đỏ này cô chú anh chị này. Màu đỏ. Và bên này sẽ là cây màu màu tím đốm ạ. Đó, màu tím đốm nhá, chú ý chị nhá. Em có tất cả là 4 cây châu, 4 loại cây châu và chuẩn 4 màu sắc như thế này. Em bán đồng giá chỉ có 20.000 cho một cây. Đấy, 20.000 cho một cây cô chú ý chị này. Với số tiền 80.000 cô chú ý chị có thể sưu tầm cho mình những cái cây 4 bộ sưu tập là 4 cây châu hàng chuẩn màu rất là xinh như thế này rồi. Đó, cô chú ý chị nhìn cho em ạ, rất là đẹp luôn. Và bên này là em có hai cái lô, đây là hai lô long tu đá hoa tím nhá. Mỗi một lô như vậy đủ cô chú ý chị làm một giò to huỳnh luôn đúng không ạ. Em bán là 70.000 trong lô này. Và bên này đây sẽ là những cái chậu trầm trắng. Cho ai yêu mến cái dòng hoa trầm trắng, trắng không tì vết luôn. Hàng này là hàng chuẩn ươm ki cô chú ý chị nhá. Đây ạ, có những cái nụ nó lớn hơn rồi này, xanh len lét như vậy ạ. Cô chú ý chị nhìn bảo hành mặt hoa chưa ạ. Bảo hành mặt hoa chuẩn mặt trầm trắng luôn cô chú ý chị nhá. Hoa rất là thơm. Cho ai yêu thích cái màu hoa trắng, một chậu như vậy thì chắc ít nhất là có hai cái thân đang nụ. Ngoài ra thì thêm còn có một vài cái thân khác nữa, tức là một chậu là ít nhất là ba thân ạ. Và trong đó thì sẽ có ít nhất là hai thân nụ, và chậu rất là nù và rất là đẹp luôn. Đây cô chú anh chị này, đó, trong một chậu thì rơi vào 3-4 thân trở lên, nhưng mà trong đó thì em bao cho cô chú anh chị là có hai thân đang nụ để cô chú anh chị về được thưởng thức hoa luôn. Em bán với giá là 160.000 cho một chậu này, 160 cho một chậu trầm trắng thôi cô chú anh chị nhá. Khi mà nở hoa thì đẹp mê ly luôn ạ. Và bên này đây sẽ là những cái chậu giả hạc chớp Mỹ. Đấy, nụ to huỳnh luôn này cô chú anh chị nhỉ. Một bông hoa cánh tím chớp vô cùng là độc đáo và đẹp. Một chậu một thân, chiều cao khoảng tầm 60 cm và đang có mầm gốc. Em bán với giá là 100.000 cho một chậu thôi. Đấy, trước đây là một chậu chớp Mỹ 1-2 năm trước đây thì cô chú anh chị biết rồi, từ 270 cho đến trên 300 cho một chậu một thân như thế này. Bây giờ thì cái vẻ đẹp của nó không hề thay đổi đâu ạ. Không có hề thay đổi một, không hề thay đổi về cái vẻ đẹp thẩm mỹ nhá. Mà cái giá của nó thì chỉ có 100. Đấy cô chú anh chị này, rất là đáng sưu tầm luôn ạ. Rất là đẹp luôn nhá cô chú anh chị nhá. Bây giờ nụ nó khá là lớn như thế này cô chú anh chị này. Con bên này đây sẽ là những cái chậu đùi gà dẹt ạ. Gà dẹt này. Đó, cô chú anh chị nhìn cho em.
Gà dẹp thì bình thường người ta cũng bán một chậu 1 kg là một rơi vào ít nhất là cũng trên 180 đúng không ạ? Những cái chậu gà dẹp này thì em bán với giá là 201 nhé cô chú anh chị nhé. Nếu như cô chú anh chị mua hàng cân về ghép thì chưa chắc gì cô chú anh chị đã được những chậu 180, chắc gì cô chú anh chị đã được một chậu gà dẹp thuần đẹp như thế này đúng không ạ? Đó, rất là tuyệt vời luôn, những cái chậu gà dẹt rất là tuyệt vời luôn. Và hoa của gà dẹt thì độ bền cũng trên trên 1 tháng nhé. Lác đác là một vài chậu cũng có nụ sớm thì nó cũng có nụ rồi. Đấy, chậu nào cũng như chậu nào. Đấy, rất là nhiều thân luôn ạ. Cực kỳ là đẹp luôn cô chú anh chị nhé. Đó, rất là sum xuê như thế này, có 180.000 cho một chậu. Đây là hàng trồng thuần của Việt Nam nhé, chứ không phải hàng của bên Trung Quốc đâu ạ. Sang bên này đây sẽ là những chậu sơn thủy tiên này. Cô chú anh chị nhìn cho em, những cái chậu sơn thủy tiên rất là nhiều giả hành, lá thì cực kỳ là đẹp luôn. Đó, những cái chậu sơn thủy tiên, đây là những cái mắt nụ của nó này. Mỗi một giả hành có thể cho 1 đến 2 chùm hoa. Bây giờ thì cây cũng đang chuẩn bị là bắt đầu là cho nụ thôi cô chú anh chị nhìn này. Đó, đây là những cái mắt nụ của nó nhá, đang chuẩn bị là chồi nụ này. Đó, có những cây mà nụ sớm ấy thì nó cũng đã ra nụ rồi ạ. Và một cái chậu như thế này rơi vào ít nhất là 7-8 cái giả hành trở lên, cực kỳ là căng, mập và xanh tươi và khỏe đẹp như thế này. Thì em bán với giá là 250.000 cho một chậu sơn thủy tiên nhé. Còn bên này đây sẽ là những cái chậu vũ nữ cá mập ạ. Với cái sắc tím rất là yêu thương luôn cô chú anh chị này. Những chậu vũ nữ cá mập với sắc tím cực kỳ là ngọt ngào luôn ạ. Dạ. Đó, với những cái bông hoa cá mập sắc tím rất là đẹp và hoa cực kỳ là bền. Cái hương thơm dịu tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhé. Đó. Và một cái chậu vũ nữ cá mập như vậy ạ thì nó là một cái chậu rất là lớn luôn này cô chú anh chị này. Một chậu rất là lớn luôn và nó sẽ rơi vào ít nhất, đây em sẽ đặt ra đây để cô chú anh chị cùng mình cùng nhìn cho nó dễ nhé. Một chậu thì cực kỳ là khủng luôn ạ. Nó rơi vào ít nhất là 3 nụ hoa. Ít nhất là 3 nụ hoa. Về cô chú anh chị vừa được thưởng thức hoa, vừa được cái cây giống tuyệt vời. Và một cái chậu vũ nữ cá mập như vậy ạ. Cái chậu nào cũng như chậu nào hết cô chú anh chị nhá. Đây này. Đó, rất là sum xuê, rất là to như thế này em bán là 180.000 cho một chậu vũ nữ cá mập ạ. Vũ nữ cá mập cô chú anh chị nhá, 180, cái sắc tím rất là tuyệt vời luôn. Đây là những chậu gà dẹp này, rất là to, nhiều thân tơ đẹp rực rỡ luôn như thế này ạ. Và em thấy là nhiều cô chú anh chị cứ yêu cầu rằng là chụp ảnh lại, thì em nghĩ rằng là cái việc chụp ảnh thì em nghĩ là không cần thiết đâu, bởi vì là em đã quay hình như thế nào thì em sẽ gửi ảnh hàng cho cô chú anh chị đúng chuẩn hàng như vậy. Sẽ là chọn những cái chậu đẹp nhất mà đẹp nhất trong cái lô hàng để em gửi cho cô chú anh chị nhé. Nên là cô chú anh chị cứ yên tâm giúp em ạ. Và bên này đây sẽ là dòng của nữ nhện xanh này. Nhện xanh thì hoa đang trong trong kẽ lá thôi, tức là đang chuẩn bị là nụ thôi nhé. Tất cả những dòng vũ nữ này thì nó sẽ cho hoa quanh năm. Vũ nữ nhện xanh 140.000 trong một chậu. Hoa rất là thơm và độc đáo và đẹp này. Còn bên này sẽ là dòng vũ nữ Socola Baby ạ. Vũ nữ Socola Baby thì cái sắc hoa đỏ thắm và hương rất là thơm. Bây giờ Socola Baby là nó đang nụ. Nói chung là tất cả những dòng hàng này á thì nó sẽ cho mình hoa quanh năm nhé. Và em bán đồng giá 140 cho một chậu. Bên này sẽ là những cái chậu kiều vuông cánh trắng. Chậu kiều vuông cánh trắng em bán là 180 nhé cô chú anh chị nhé. 180.000 cho một chậu kiều vuông cánh trắng như thế này. Nói chung là dòng kiều vuông cánh trắng này cô chú anh chị thấy là chậu thì rất là nhiều cái thân mà không có lá đúng không ạ? Nhưng mà những cái thân mà không có lá thì này, sau này nó sẽ là những cái thân mà sẽ cho nụ cho hoa nhé cô chú anh chị nhé. Đấy, dòng kiều vuông cánh trắng nhiều khi là mình chưa thấy có nụ cũng nghĩ rằng là nó không có tác dụng gì, nhưng mà chính những cái thân này nó sẽ là những cái thân mà cho mình hoa đấy ạ. Và sang bên này đây sẽ là những cái chậu dendro. Dendro tím, dendro xuân, màu hoa màu tím, một trong những cái mặt bông gọi là đẹp nhất trong tất cả các mặt bông của dòng dendro ạ. Hương thơm dịu ngọt nhá. Và đây cô chú anh chị nhìn này. Nói chung là cái dòng này hoa nở Tết nên là bây giờ thì gần như là đang lô này là còn nở muộn nhá, thì vẫn còn đang có những cái cây bông chúm chím nụ như thế này. Độ bền của dòng dendro này là nó nở trên 2 tháng nên là cô chú anh chị mình yên tâm giúp em. Đó, rơi vào ít nhất là 3 thân hoa. Về cô chú anh chị có thể được thưởng hoa này. Được thưởng hoa xong rồi là mình sẽ kích mầm và đây. Kích mầm và những cái thân nào mà nó chưa ra hoa thì nó sẽ cho mình ki cô chú anh chị nhé. Nên là về cô chú anh chị vừa được thưởng hoa mà cô chú anh chị sẽ được một cái chậu cây giống đẹp cho những năm sau. Bắt đầu là lên những cái mầm, chuẩn bị là lên mầm, mắt mầm nhá. Em bán là 190.000 cho một cái chậu dendro như vậy đấy ạ. Hoàng thảo chuỗi ngọc này, với những cái hàng chậu thuần thắt đốt sáng bóng luôn cô chú anh chị này. Cây thì cũng đang nụ này. Đó,
Đấy, dòng thắt đốt sáng bóng leo luôn, cô chú anh chị nhìn này, cái thân của chuỗi ngọc rất là đẹp luôn nhé, mà hoa thì vô cùng là rực rỡ luôn, chỉ cần một vài bông nở thôi rất là xinh rồi. Em bán một chậu chuỗi ngọc như thế này rơi vào 5-6 cái thân hoa trở lên. Đó, 5-6 cái thân hoa trở lên nhé. Em bán với giá là 180.000 cho một chậu chuỗi ngọc nhé, 180.000 cho một chậu hoàng thảo chuỗi ngọc như vậy ạ. Và sang bên này đây sẽ là rất là nhiều những cái loại lan đẹp mà em đã chia ra theo từng hình rồi ạ. Để cô chú anh chị có thể lựa chọn cho mình những cái hình lan gọi là ưng ý nhất này, em xin phép được giới thiệu từ những hình đầu tiên trở đi đến cô chú anh chị nhé. Trước tiên sẽ là những cái hình dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng ạ. Dáng hương đuôi cáo của vùng Cao Bằng cô chú anh chị này, cái lô cáo này em gọi là lô số 1 này. Lô số 1 có một dề, một khóm 2 cây, chỗ này có tổng tất cả là 5 cây lớn nhỏ nhá. Cái chỗ này thì em nghĩ rằng là cho cô chú anh chị sẽ có một mùa hoa tuyệt vời. Đặc biệt là cái cặp cáo này rất là đẹp luôn, cây to và rất là đẹp luôn. Biết là nhú nụ chưa? Chưa có nhú nụ cô chú anh chị ạ. Cáo là mùa này là đang là mùa ghép tuyệt vời nhất. Cũng là cái mùa sẽ cho nụ cho hoa này. Đó, hình cáo này cô chú anh chị nhìn ạ, rất là đẹp luôn nhá. Em bán với giá là 130.000 cho hình cáo số 1 này. Về cô chú anh chị được một giò đẹp tuyệt vời. Hình cáo số 2 tổng 8 cây em bán là 150.000. Và tiếp theo là cái hình số 3 là một cái dề gà. Cái dề gà này thì gần như là cái hàng nguyên bản luôn cô chú anh chị này. Đây ạ. Năm vừa rồi cái nó nở hoa và cái quả của nó này, em thấy ít khi mà những cái cây đùi gà nó lại đậu quả như thế này lắm đấy. Nhìn rất là đẹp mê luôn á. Và cái dề gà này này em bán với giá đây, nó hiện tại thì nó đang có hai cái thân cho nụ này. Đó, hai thân cho nụ như thế này cô chú anh chị nhá, hai thân đang nhú nụ. Đấy, đây là cái dề gà, cô chú anh chị nhìn cho em. Váy dề gà này em xin phép được bán với giá là 160.000 cho giò gà này. Về cô chú anh chị ghép ốp lên một cái cục gỗ đi là được ngắm hoa tuyệt vời của nó rồi nhá. Tiếp theo bên này sẽ là hình hoàng nhạn. Cái hình này là hình số 5, ba cây hoàng nhạn. Đó, ba cây hoàng nhạn này được cô chú anh chị được một chậu đẹp nhá. Chuẩn bị đến mùa hoa của dòng hoàng nhạn rồi. Và hoàng nhạn bây giờ thì giá vô cùng là đắt đỏ luôn cô chú anh chị ạ. Cái hình này thì em bán với giá là 130.000 này cho hình hoàng nhạn số 5 nhá. 130 được một chậu tuyệt vời. Hình tiếp theo hình số 4 này cũng là hình 3 cây. Đấy, 3 cây hoàng nhạn này em bán với giá là 120.000. Và bên này đây sẽ là hài đuôi công, một trong những dòng lan hài mà hoa cực kỳ là rực rỡ đấy ạ. Hài đuôi công, cái lô hài đuôi công này em bán với giá là 110.000. Chỗ này cô chú anh chị phải trồng được khoảng tầm 3 giò. 3 giò hài đuôi công nhá, dễ thuần dễ chăm. Và tiếp theo là cái hình số 2. Ôi trời ơi. Em lại đi ngược rồi. Hình số 2 là hài đuôi công. Hình số 2 được hài đuôi công này em bán 90.000. Và tiếp theo sẽ là hình số 1. Em đi ngược một chút nhá. Hình số 1, hài đuôi công cũng là hài đuôi công. Em bán cái hình hài đuôi công này có nó có 3 dề, em bán với giá là 120.000 này. Đấy, hình số 1 đuôi công 120, hình số 2 90 và hình số 3 là 110, rất là đẹp. Và hình số 4 là một cái hình hoàng nhạn 3 cây 120.000. Và hình số 5 cũng là một cái hình nhạn 3 cây rất là to đẹp với giá 130. Hình số 5, hình số 6 mới dề gà, một cái dề gà cực kỳ là đẹp. Giá là 160.000, đang có hai thân hoa. Và hình số 7. Hình số 7 này là hình này là hình 7 cáo nhá. Em tưởng là hình số 7 cáo có 8 cây. 150.000. Và hình số 9. Hình số 8. Đây, hình số 8 có 2 cây cực kỳ là to và đẹp luôn, tổng là 5 cây. Tổng là 5 cây lớn bé nhá, cả cây đây nhỉ. Em thấy là ở đây có, đây, có 2 cây bé bé này. Có 3 cây lớn này cô chú anh chị nhá. Đấy, tổng 5 cây em bán là 130.000. Bên này sẽ là những cái chậu cáo thuần. Cáo thuần này cô chú anh chị này, về cô chú anh chị thay chậu một cái là nhìn là khác hẳn luôn ạ. Lên level luôn cô chú anh chị này. Đây, với chậu cáo này có 3 ngọn này, hàng đi ngọn rất là khỏe luôn như thế này. Về cô chú anh chị hàng này thì chắc là năm nay cô chú anh chị sẽ được ngắm hoa rồi. Tuy nhiên ấy, thì để được những tác phẩm đẹp thì cô chú anh chị phải chăm tầm 2-3 năm nữa thì cô chú anh chị sẽ được những cái tác phẩm tuyệt vời luôn. Đó, cáo thì bây giờ ngày càng khan hiếm rồi ạ. Cái hình tiếp theo, hình số 9 này em bán với giá là 230 nhá. 230 cho cái hình chậu cáo này, lá rất là to ạ, có 3 cây ạ. Tiếp theo là cái hình số 10, hình này em bán là 220. Hình số 10 cáo em bán 220, cái hình này thì em thấy là đang nhú nụ rồi đây cô chú anh chị này. Cây nụ sớm thì bây giờ là nhú nụ rồi, hình này em bán 220. Và hình tiếp theo là hình số 11. Lá bóng bẩy cực kỳ là đẹp luôn. Cây thì hơi nghiêng một chút xíu. Lá bóng bẩy cực kỳ là đẹp. Cái hàng này thì cô chú anh chị về trồng dựng lại này, dựng nguyên lại này, đẹp,
dụng đẹp cô chú anh chị ạ. Và cái chậu cáo này em bán với giá là 220.000 nhá. Và tiếp theo là cái chậu số 12 em bán là với giá là 210.000, cái chậu này cũng là 3-4 cây luôn á. 4 cây luôn là 220.000 chứ, 220.000 4 cây cáo này. Và tiếp theo là cái hình số 13 em bán là 220.000, cũng là 3 cây xếp rất là đẹp. Lá cực kỳ là to luôn ạ, lá rất là to luôn cô chú anh chị nhá. Đó. Cái tầm cáo bây giờ thì cô chú anh chị xem giá trên thị trường thì biết rồi. Đó, em bán cái chậu này với giá 220. Tiếp theo là cái hình số 14. Cái chậu này cũng là 3 cây cáo này, em bán chậu này cũng với giá 220. Bên này đây sẽ là những cái chậu chồn. Chồn thì thân lá nó không to như là đây là chồn, hoa thì cực kỳ là sai. Cái chậu chồn này thuần rất là lâu rồi cô chú anh chị, nhìn cái bộ rễ của nó thì biết ạ. Chậu nhựa giả gỗ. Chắc chắn những cái chậu chồn này thì nó khi mà đến lúc nó sổ hoa không làm cô chú anh chị thất vọng một chút nào luôn. Hoa thì ngắm đã thì thôi. Em bán cái hình số 15 với giá 210. Hình số 16 này 230.000 cho chậu chồn này này. Hình số 17, hình số 17 nhá. 17 này có 2 cây lớn, 1 cây bé đang mọc ở kia. Em bán chậu này với giá là 210. Hình số 18 này. Cái chậu này em cũng bán với giá là 220.000. Và hình số 19 với giá là 210 đấy ạ. Và tiếp theo là cái hình số 20. Hình số 20 này em bán với giá là 230.000. Đó, những cái chậu chồn đã thuần rất là lâu rồi, hàng mấy năm trời rồi cô chú anh chị nhé. Và để mà trồng được những cây chồn như thế này thì cái tỷ lệ nó không phải là nhiều đâu cô chú anh chị ạ. Bên này đây sẽ là những cái chậu trầm rồng đỏ ạ. Trầm rồng đỏ cô chú anh chị nhá. Đầu năm mà ngắm những cái bông hoa trầm rồng đỏ thì không có gì tuyệt diệu hơn như vậy. Trầm rồng đỏ bình thường hoa nở đúng vào thời điểm Tết này. Cái chậu này tổng tất cả là 4 thân luôn ạ. 3 thân hoa, 3 thân đăng hoa nhá. Mà rất là nhiều cái thân nhỏ kèm theo nhưng mà nên là rất là nhiều mầm. Cô chú anh chị cực kỳ là lợi mầm luôn phải nói như vậy. Đó, cái chậu này cực rất là đẹp luôn này. Đó, chậu này là tổng 5 thân nhá. Em thấy là cả 5 thân đều có nụ. Tuy nhiên thì mấy cái thân nhỏ, hai thân nhỏ bên này nó ít nụ hơn. Đấy, nhưng mà đổi lại cô chú anh chị sẽ được rất là nhiều mầm này. Đấy, chậu này em bán với giá là 200.000 cho chậu này ạ, là chậu 21 trầm rồng đỏ cô chú anh chị nhá. Chậu một cái chậu trầm rồng đỏ trước đây một thân trên 200. Một chậu như thế này Tết bây giờ cô chú anh chị về thưởng hoa. Và hơn nữa là Tết tới cô chú anh chị sẽ có một cái giò lan làm cây giống cho những năm sau tuyệt vời luôn ạ. Hình 22. Hình 22 cũng là chậu 4 thân mầm gốc thì tuyệt vời như thế này cô chú anh chị này. Em bán chậu này cũng với giá 200. Và tiếp theo chậu 23 180.000. Rất là đẹp luôn ạ. Chậu này 3 thân với 3 mầm gốc nhé. Và chậu 24 em cũng bán với giá là 180. Chậu 24. Chậu này thì có tất cả là 4 thân đúng không ạ? 4 thân này. Nhưng mà em thấy là có phần là hơi ít nụ nhé. Nhưng mà được cái mầm gốc rất là tuyệt vời. Đó, cái chậu này em bán là 180. Và chậu tiếp theo chậu số 25. Chậu này cũng là 4 thân ạ. Và ở đây em thấy là đang có 4 mầm gốc rất là đẹp như thế này nhá. Đó, 4 thân này. Em bán cái chậu này với giá là 180. À, chậu này em bán là 190 nhá. Và chậu tiếp theo chậu 26. Trời ơi, cái dàn mầm của nó có chú ý chị nhìn mê không ạ? Rất là đẹp luôn. Cái chậu này em bán với giá là 190 nhá. Về cô chú ý chị được thưởng hoa chăm mầm, chăm những cái cây lan như thế này để nó phát triển lên thì sau này nó lại đơm hoa kết đơm hoa để mình thưởng thức ạ. Thực sự rất là thú vị tuyệt vời luôn. Hình tiếp theo hình 27. Cái chậu này em bán với giá 150.000 hai thân. Và chậu số 28 170 cho chậu này 3 thân nhá. 3 thân à, chậu này 3 thân em cũng bán là 180 ạ. Và chậu tiếp theo chậu 29 cũng là 180 cho chậu này là 3 thân. Đây ạ, 3 thân ạ, 180 này. Chậu tiếp theo là chậu 30. Chậu 30 là chậu này có tất cả là cũng là 3 thân à, 4 thân, 1 thân bị gãy này coi như không tính này. Nó vẫn mặc dù nó vẫn có nụ và có mầm. Đó, cái chậu này như vậy em bán với giá 180. Và tiếp theo là chậu 31. Ở chậu 31 này thì chậu 31 này thì có tổng tất cả là 5 thân và cũng rất là nhiều mầm gốc đẹp. Đó, đây ạ. Cái chậu này em cũng bán với giá là 200.000 nhá. Bên này sẽ là những cái chậu hoàng phi hạc. Hoàng phi hạc, cái chậu này thì thân rất là đều này. Mập căng nù cực đẹp luôn. Cái chậu này em bán là 180 này. À, chậu số 33 em bán là 170 đấy ạ. 170. Và chậu số 34. À, tiếp theo đây là chậu 34 nhá. Cái chậu 34 một cái chậu rất là đẹp này. Chậu hoàng phi hạc thân nù cực kỳ là đẹp luôn ạ. Những cái thân mà không có lá này thì sau này nó sẽ cho mình nụ nhá cô chú anh chị nhá. Dạ, rất là nhiều thân. Cái chậu này em bán với giá là 170 ạ.
Và tiếp theo sẽ là một số hình, những cái hình đai trâu ạ. Hình đai trâu thì cô chú anh chị có thể mua theo hàng cân hoặc là mua theo hình này giúp em này. Cái chậu này thì có 3 cây rất là to và rất là đẹp luôn ạ. Cái hình trâu Thái ạ. Cái hình này là cái hình số 36, em bán với giá là 200-290 nhá. Chậu hình 37 em bán 320. Và cái hình nó có 2 cây to bự. To bự 230 chứ, 230. Và hình tiếp theo hình 37, 6 cây luôn này cô chú anh chị này. Cực đẹp luôn. Hình này em bán 240 6 cây ạ. Và hình 38 5 cây 240. Và hình 39 39. Hình 39 này có 3 cây ạ. 3 cây em bán với giá là 260.000 nhá. 3 cây này 260. Và tiếp theo là cái hình này là cái hình số 40. Hình 40 này có 4 cây cực kỳ là xinh luôn ạ. Em bán cái hình này với giá là 180.000. Bên này sẽ là những cái rễ kiều. Những cái rễ kiều này thì mặc dù là nó không có nhiều lá, không có nhiều lá, nhưng mà với những cái thân to nù như thế này này, đảm bảo cô chú anh chị là những cái thân mặc dù nó không có lá nhưng vẫn cho hoa bình thường đẹp cô chú anh chị nhá. Đó. Cái hình chẳng qua là nhìn thì nó có phần là số mã thôi ạ. Cái rễ kiều này em bán với giá là 90.000 này. Là cái hình số 41, hình 42 em bán với giá là 80.000. Cô chú anh chị được một giò kiều một mùa hoa đẹp luôn. Và hình tiếp theo hình 43, cái hình này em bán với giá 90.000. Cái hình kiều này. Và bên này thì em có các cái vỏ thông phân dê nhá, đồng giá 20.000 trong kg và rêu rừng là 50.000 và rất là nhiều những chế phẩm ở đây này. Atonic là 10.000 trong một gói và duy xanh là 50.000 trong một ống, duy đỏ 60.000 trong một ống. Dưỡng chất AB với giá là 85.000 trong một lọ. Và cái Hùng Nguyễn 25.000 cho một lọ, 50.000 cho một cặp nhé. B1 Thái 40.000 cho một lọ, B12 giải độc cho cây với giá là 30.000 cho một lọ. Super Thai hormone tăng trưởng 50.000 cho một lọ này. Siêu da dễ N3M với giá là 30.000 cho một lọ. Và liền da Mỹ Tiến 40.000, liền da sẹo đen sẽ là 50.000. 3 loại phân bón thông minh tan chậm có kiểm soát này. Và 3 loại phân bón lá. 3 loại phân bón thông minh em bán với giá là 30.000 cho một lọ. 3 loại phân bón lá đồng giá 35.000 cho một lọ nhé. Và cái thuốc đặc trị côn trùng ạ, với giá là 70.000 cho một lọ. Cát tan đặc trị thối nhũn 35.000 cho một lọ nhé. Kim Kim Boom, dòng Kim Kim Boom cũng là dòng đặc trị thối nhũn này, 25.000 cho một gói này. Chi Châu Đế Ma phân bón vi sinh kháng nấm 15.000 cho một lọ, 130.000 cho một hộp 1 kg. Là phân bón trùng quế nguyên chất ạ. Em bán một cái sản phẩm nguyên chất cao cấp với giá em bán là 35.000 cho một cái túi phân trùng quế như vậy nhé. Dây buộc lan chiều dài 100m 35.000 cho một cuộn. Phân bón dạng túi lọc cung cấp dưỡng chất cũng như kích bầm tuyệt vời. 20 túi lọc bên trong cho một hộp như vậy, em bán 35.000 cho một hộp. Và bên này sẽ là cái sản phẩm mút hữu cơ, 70.000 cho một túi mút hữu cơ của Hà Lan, kích mầm kích rễ. Và bên này sẽ là một cái sản phẩm phân bón cực kỳ là đặc biệt, đó là phân bón dinh dưỡng hữu cơ vi sinh được làm từ dịch chuối, phân trâu và đậu tương nhé. Cái sản phẩm này thì đã được xử lý rất là kỹ càng, ủ men vi sinh, ủ kháng nấm trong vòng trên 2 tháng rồi. Cung cấp dưỡng chất một cách tuyệt vời cho cây cũng như là hạn chế nấm bệnh tối đa nhất. Sản phẩm như vậy em chỉ bán với giá có 35.000. Với cái sự xử lý rất là kỹ càng như vậy nên cô chú anh chị thoải mái mà trộn với cả giá thể cũng như là bón một cách thoải mái mà không sợ bị cung cấp dưỡng chất cũng như là kích cây phát triển tuyệt vời mà không có sợ gây nấm bệnh, hạn chế nấm bệnh tối đa nhất cho cây trồng nữa cô chú anh chị nhé. Một cái sản phẩm phải nói tuyệt vời luôn, giá thành thì rẻ mà cái sản chất lượng thì tuyệt hảo luôn ạ. Bên này thì em có cái sản phẩm đó là tinh dầu hồi của vùng Cao Bằng, 100% được chiết xuất từ những cánh hoa hồi tự nhiên của vùng Cao Bằng, có dạng treo, dạng lăn và dạng nhỏ giọt. Một lọ như vậy em bán với giá là 40.000. Nó có rất là nhiều những tác dụng dược liệu tuyệt vời như là diệt khuẩn, làm sạch không khí. Cái mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có một cái cảm giác thư giãn tuyệt vời luôn cô chú anh chị nhé. Đó, nếu như cô chú anh chị cảm thấy nặng đầu chẳng hạn, nhức đầu, đau nặng đầu chẳng hạn, cô chú anh chị chỉ cần sử dụng một ít tinh dầu hồi này thoa lên thái dương thôi, cái mùi hương của nó có thể giúp cho cô chú anh chị có cảm giác dễ chịu vô cùng luôn. Và đồng thời cái tinh chất của tinh dầu hồi có thể giúp cô chú anh chị cái giảm đau một cái hiệu quả nhất nhé, mà rất là lành tính bởi vì sản phẩm này hoàn toàn từ tự nhiên ạ. Và cô chú anh chị biết rồi, những cái cánh hoa hồi người ta có thể sử dụng cho vào trong món ăn để tạo hương vị cũng như là nó cũng là một cái vị thuốc có rất là nhiều tác dụng dược liệu tốt đối với lại sức khỏe. 40.000 cho một cái lọ tinh dầu hồi như vậy. Và cái dòng tinh dầu hồi này hoàn toàn từ những cánh hoa hồi của vùng Cao Bằng cô chú anh chị nhé. Em vừa giới thiệu đến cô chú anh chị tất cả những mặt hàng hôm nay mà bên em đang có. Và cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi. Em xin phép được dừng clip ở đây ạ.